Để có thể lựa chọn cho gia đình một chiếc TV chạy hệ ảnh Android và có độ phân giải 4K thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều các mẫu mã, các hãng để các bác có thể xem, tham khảo và so sánh. Tuy nhiên thì có hai cái mã hàng tiêu biểu cho cái dòng TV thương hiệu của Nhật, đó là của Panasonic và của Sharp mà em muốn các bác xem, bác cùng xem và tham khảo. Ngày hôm nay thì em sẽ so sánh hai mẫu TV có kích cỡ màn hình bằng nhau cùng chạy Android độ phân giải 4K. Giá thành nó lệch nhau rất là nhiều của Bala và của Sharp. Hai cái thằng này thì ưu nhược điểm như thế nào? Nên mua cái hãng nào nó sẽ phù hợp cho gia đình? Thì em và các bác sẽ cùng đi rất là nhanh. Thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các clip quay, review cũng như so sánh, giới thiệu các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Đại diện cho các dòng TV tiêu biểu sử dụng hệ điều hành Android cho các cái thế hệ TV thông minh thì sẽ có của Sony này, của TCL, của Panasonic và của Sharp. Với hệ điều hành Android thì có rất là nhiều cái thú vị, cái đặc biệt mà mọi người có thể trải nghiệm trong cái quá trình sử dụng tại nhà. Đã là Android thì các bác sẽ có một cái điều khiển thông minh đi kèm. Điều khiển này thì sẽ có cái khả năng là tìm kiếm giọng nói là một này, tương tác với cả TV qua chạy ảo là hai. Ngoài ra thì cái khả năng kết nối Bluetooth với cả TV thì sử dụng rất là mượt và dễ dàng. Hệ điều hành Android về cơ bản là cái nguyên tắc, cái cách thức sử dụng là giống nhau. Tuy nhiên thì về giá thành cũng như là về thiết kế thì có rất là nhiều điều cần phải chú ý trong quá trình lựa chọn để mua. Ngày hôm nay thì sẽ là hai mẫu TV có kích cỡ màn hình bằng nhau 50 inch, độ phân giải 4K và hai thằng này thì đều là thương hiệu của Nhật Bản. Tuy nhiên thì của Sharp là nhập khẩu của Thái, còn của Panasonic thì con này là nhập khẩu tại Indonesia. Hai thằng này thì sẽ có cái giá thành chênh nhau khá là nhiều. Một thằng với giá thành hơn 15 triệu của Panasonic, 50GX620V, và một thằng là của Sharp. Con này thì có giá thành dưới 10 triệu. Con này có cái ký hiệu là 4TC50DG3X. Một trong những mẫu TV chạy hệ hành Android có giá thành rẻ nhất tại cái thời điểm hiện tại. Vậy thì mua con Sharp này hay là mua con Bala? Thì như các clip trước thì em thường quay cùng các bác đi xem tham khảo, thì trước tiên lựa chọn thì các bác sẽ đánh giá từ cái hình dáng bên ngoài cho tới cấu hình, kích thước bên trong, sau đó thì sẽ đi vào thương hiệu và giá thành. Thì cái vẻ bề ngoài của hai cái mã hàng này thì thằng Sharp sẽ có thiết kế đẹp và nổi bật hơn so với cả thằng Panasonic ở phía bên tay phải. 4TC50DG3X thì có thiết kế tràn viền ba cạnh, viền kim loại màu đen bo xung quanh. Cái thằng này thì có giá thành trừ hết quà này còn dưới 10 triệu. Đặc thù chính xác ấy, là giá thành của con này trừ hết đi là đang còn 9.790.000, 9.800.000. Còn thằng Panasonic là 15.490.000. Thằng này thì không có sở hữu thiết kế tràn viền. Viền của nó cũng không phải là viền kim loại, mà con này là viền nhựa plastic màu đen, viền khá là dày. Chân đế của hai thằng thì cũng sẽ có thiết kế cũng tương tự nhau. Chân đế nhựa chống chữ V úp ngược ở hai bên đầu của TV theo kiểu truyền thống. Nên là mặt kệ các bác phải dài hoặc là các bác treo tường thì hai thằng này đều phù hợp. Nhưng mà nếu mà đánh giá và thiết kế thì con Sharp nó sẽ đẹp hơn nhiều. Với cái mã hàng Sharp 4TC50DG với giá thành khoảng 9.800.000 thì con này cũng sở hữu độ phân giải 4K, chạy hệ điều hành Android 10 tương tự như trên Android của 50GX620V. Về chất lượng hình ảnh thì sao? Hai cái mã hàng thì đều có độ phân giải cao gấp 4 lần Full HD, nhưng độ sáng rồi các cái gam màu thể hiện ở trên con 4TC50DG3X của Sharp nó sẽ nhỉnh hơn. Nhưng điều quan trọng nhất đó là về giá thành. Chênh nhau khoảng tầm 5 triệu, 5 triệu tư. Hai thằng này thì nó sẽ có cái sự chênh lệch đáng kể về giá thành. Bởi vì Panasonic thì 1-2 năm trở lại đây thì họ cũng không còn quá chú trọng vào cái mảng màn hình trình chiếu nữa. Cái mảng mạnh, thế mạnh của Bala đó là bên mảng điều hòa, điện lạnh. Đấy, điều hòa của Bala thì xếp top 1, top 2 tại thị trường Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì TV cũng không có thay đổi. Họ đã thuê một đơn vị thứ ba để sản xuất TV, để cung cấp phân phối tại thị trường Việt Nam, chứ không còn tập trung quá mạnh vào mảng màn hình nữa.
Nên là tại cái thời điểm mà tranh nhau nhiều tiền như vậy thì lựa chọn con 620B này nó sẽ không còn phù hợp đối với các bác mà đang đi tìm một chiếc TV có thương hiệu của Nhật và chạy hoành nhà rồi. Với giá thành chênh nhau tới 5,2 triệu thì còn giải quyết được rất là nhiều những việc khác. Mọi người có thể mua con Sharp và mua thêm loa Sava để nghe kèm, góp cho nó có chất lượng âm thanh thể hiện nó sống động, chân thực, rõ ràng hơn. Màu sắc cũng như thiết kế ở trên con Sharp nó sẽ đẹp hơn con 550ZX620B này, mặc dù cùng chạy hiệu ảnh Android. Cái mã hàng mà đáng là lưu tâm của dòng Panasonic đó là con ZX750, dòng cao cấp hơn với công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhận thức giọng nói mà không cần cầm điều khiển. ZX750V cũng sở hữu thiết kế đẹp hơn, công nghệ lên lần, màu sắc hình ảnh chất lượng cũng đẹp hơn ZX620B. Tuy nhiên thì với 50 inch thì giá thành nó khá là đắt, con đó khoảng tầm 16 đến 17 triệu. Nên là thời điểm này mà lựa chọn ấy thì nên lựa chọn cái con Sharp này thay vì cái con Panasonic. Hai thằng này thì đều có điều khiển thông minh. Đây là điều khiển thông minh của Panasonic, còn đây là điều khiển thông minh của Sharp. Điều khiển của hai thằng thì đều có phím tắt ở trên bảng điều khiển, nhưng điều khiển của Sharp thì nó sẽ cầm mỏng hơn, gọn hơn, dễ dàng hơn so với cả điều khiển của ba. Đấy thì hai cái mã hàng 50 inch chênh nhau khoảng 5,2 triệu thì như em phân tích thì mọi người sẽ lựa chọn những cái mà em vừa đưa ra. Rồi cái sự chênh lệch quá lớn về số tiền là cái điều rất là dễ dàng để có thể lựa chọn, dễ dàng để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Đấy, các bác cần hỗ trợ mua hàng có thể điện trực tiếp vào hotline 0974 178586 hoặc bình luận bên dưới video. Em sẽ hỗ trợ mọi người. Cảm ơn các bác.